Để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức tọa đàm kinh nghiệm hòa giải đối thoại của Hàn Quốc và góp ý dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án của Việt Nam. Buổi tọa đàm do Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền chủ trì. Tham dự tọa đàm có các thẩm phán tòa án Hàn Quốc, các thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và đại diện các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao. Tại buổi tọa đàm, vụ pháp chế và quản lý khoa học Tòa án Nhân dân tối cao đã trình bày khái quát về dự thảo hai luật hòa giải đối thoại tại tòa án, nhận xét về dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án do Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam xây dựng. Thẩm phán Wang Sung-tae, Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc cho rằng đây là một dự thảo luật có chất lượng và xuất sắc. Dự thảo này vượt trội hơn so với luật hòa giải dân sự của Hàn Quốc được ban hành vào năm 1990 và đã được sửa đổi 10 lần. Dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án Việt Nam không có gì thiếu sót so với luật liên quan đến hòa giải của phương Tây. Thẩm phán Park Jun-gun, thẩm phán phụ trách hòa giải tòa án địa phương trung tâm Seoul, Hàn Quốc thì cho rằng dự thảo luật đã quy định một cách cụ thể và chi tiết về trình tự, thủ tục và cách thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và hành chính bằng hình thức ngoài tố tụng. Hòa giải viên, đối thoại viên do tòa án Việt Nam bổ nhiệm phụ trách xử lý vụ việc hòa giải đối thoại khi đã hòa giải đối thoại thành thì thẩm phán của tòa án ra quyết định công nhận hòa giải thành, đối thoại thành đối với các vụ việc đó là phù hợp. Thẩm phán Park Jun-gu đề xuất với Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam hình thức khuyến khích hòa giải bằng cách thức giống với quyết định thay cho hòa giải. Tuy nhiên, đối với quyết định thay cho hòa giải, đương sự có thể chấp nhận với kết luận mà tòa án đưa ra về vụ án, nhưng cũng phân biệt thủ tục hòa giải và thủ tục tố tụng. Về vấn đề này, thẩm phán Park Jun-gu đề xuất Tòa án Việt Nam có thể xây dựng theo hướng dù tòa án có ra quyết định thay cho hòa giải, nhưng cũng cần cân nhắc kỹ. Do đó nên để chủ thể ra quyết định không phải là tòa án có thẩm quyền được phân công vụ án mà là thẩm phán phụ trách hòa giải hoặc hòa giải viên ra quyết định. Trên cơ sở trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hòa giải đối thoại tại tòa án Hàn Quốc và góp ý của các đại biểu tham dự tọa đàm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền giao cho vụ pháp chế và quản lý khoa học Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu để chỉnh sửa dự thảo hai luật hòa giải đối thoại tại tòa án nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Thank you.